Chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTP. Thì hôm nay kênh sẽ chia sẻ cho quý vị cách làm món cá ngừ kho thơm đơn giản thơm ngon để mình có thể ăn với mì nha quý vị, hoặc là bún, đều rất là thơm ngon, hấp dẫn, lạ miệng nữa quý vị. Đây là thành phẩm mình vừa làm xong, một gói mì ăn với cá ngừ thơm đây, rất là hấp dẫn luôn, mời quý vị nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp để thực hiện. Trước tiên á, thì quý vị chuẩn bị cho mình một cái nhánh gừng khoảng bằng ngón giao cái vậy đó. Đó, nhỏ nhỏ vừa vừa thôi, cạo sạch vỏ đập dập ra. Có thể dùng cái cối mình giã cho nó nát cũng được. Sau đó cho vô muỗng muối nè, rồi thêm một ít giấm hoặc là rượu cũng được nha, rượu trắng của mình á. Rồi cho khoảng lít nước vô. Tiếp theo là cá ngừ. Cá ngừ thì mình có con này khoảng 400 g, cũng đã rửa sạch hết rồi với nước lạnh á. Mình rửa sạch xong hết rồi, giờ mình sẽ đem đi ngâm với cái nước này nè, để nó sẽ giúp khử bớt cái mùi tanh của cái con cá ngừ. Thì mình để đây mình ngâm nha. Đó, mình chà chà sơ sơ cái gừng lên cá nữa, rửa cho nó thiệt là sạch và nó khử mùi tanh. Xong rồi mình để cá đó mình ngâm đi. Mình sẽ chuẩn bị thêm một cái củ hành tím. Củ hành tím bự bự thì mình một củ ha, củ nhỏ thì khoảng 2 củ. Rồi giờ mình sẽ đập dập dập. Xong rồi món ngon mỗi ngày HTB cũng sẽ cắt nhỏ rồi băm nó ra quý vị. Mình băm cho nó ra cho nó nhuyễn, hoặc là có thể để vô cối để mình giã cho nó nát cũng được nha. Rồi giờ mình băm cho nó nhuyễn xong rồi, mình chuẩn bị thêm 2 cái gốc hành. Mình sẽ cắt khoảng ở dưới gốc lên đó, cắt khoảng 3 khúc tới cái phần lá. Còn cái phần lá thì mình sẽ cắt khúc ra, sau đó thì cắt nhỏ ha, cắt lát nhỏ 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 rồi đó. Chẳng lát mình để vô sau cho nó thơm. Rồi giờ mình để nó sang một bên hết. Tiếp theo là một trái ớt sừng. Ớt sừng này thì cắt bỏ cái cuống đi, sau đó thì mình sẽ tách nó ra, loại bỏ cái phần hạt hết. Rồi để sang bên luôn. Nhờ quý vị sau khoảng 10-15 phút á, mình sẽ vớt cái phần cá này ra. Đó, vớt ra rồi mình để cho nó ráo nha, nhớ là khỏi rửa lại với nước lại nha. Rồi giờ cái phần thơm hoặc là khóm cũng được. Giờ mình sẽ cắt ra, trái này trái hơi nhỏ thì mình cắt làm đôi, sau đó cắt thành những cái lát mỏng theo cái đường mà mình đã dạt cái mắt nó đi rồi á, cho nó dễ. Có thể loại bỏ cái phần cứng ở chính giữa nha. Rồi giờ mình sẽ để vô cái rổ đây đi. Tiếp theo cá nó ráo rồi đó, mình mới đem đi mình ướp. Ướp muỗng cà phê hạt nêm và nửa muỗng cà phê muối. Mình sẽ đảo đều, ăn bao tay vô, đảo qua đảo lại cho muối với hạt nêm nó thấm vô cá, để khoảng 10 phút. Sau đó thì bắt đầu bắt cái chảo lên, mình sẽ chiên sơ cái phần cá nha. Đó, nhớ là để ráo nước. Rồi khi cá nó vàng vàng hơi hơi là được rồi, nó cũng không cần mà nó vàng quá thì nó sẽ hơi cứng á, mình chiên hơi vàng vàng là được. Giờ lấy ra để qua cái rổ đi cho nó chảy bớt dầu. Xong mình sẽ bắt cái nồi lên, nó mình phi một xíu cái củ hành tím nè, nó mình băm á, mình phi. Giờ dầu nhớ là để cho nó dầu nó hơi nóng nóng lên, mình phi cho nó thơm. Đảo qua đảo lại chút xíu là mình ngửi thấy cái mùi mà nó thơm thơm á là được ha. Xong rồi mình mới cho cái phần thơm hay khóm á, mình cho vào. Mình xào, mình xào sơ cái phần thơm này nè. Rồi bây giờ thì
bắt đầu để cho nó một chút xíu, mình nêm xíu đường vô, mình xào sơ qua một cái, mình sẽ nêm đường thấy nó hơi trong trong hả, cho đường vô cũng được, cho đường vô thì mình thảo qua đảo lại một xíu cho đường nó thấm vô cái phần thơm của mình. Nếu mà thơm nó ngọt thì khỏi cho đường nha, còn nó hơi chua chua mình cho đường vô cho nó dịu lại. Rồi cho nó ra cái rổ đi. Tiếp theo là mình chuẩn bị nước dừa. Nước dừa mà loại dừa cứng cải quý vị, hoặc là dừa khô cũng được nữa. Mình cho vô khoảng hơn nửa lít xíu. Mình nêm nếm 1.5 muỗng hạt nêm nè. Rồi đường thì tùy mình ăn ngọt ít ngọt nhiều mình gia giảm cái lượng đường. Mình thì mình cho khoảng 1 muỗng, rồi khoảng nửa muỗng muối. Đó, mình đảo qua đâu là mình nêm xíu, cho nêm nó hơi nhạt nhạt xíu cũng được, tại nấu một lát nó sẽ sắc lại, nó hơi mặn hơn xíu. Rồi bây giờ thì cho thêm 1 muỗng nước màu nữa nha, cho cái màu kho nó đẹp. Mình rồi cho thêm 1 trái ớt sừng vô, về cái gốc hành lá vô. Rồi bây giờ mình nấu cho nó sôi lên, xong rồi cho cái phần cá ngừ mình vừa chiên á cho vào. Mình để lửa lớn cho nước nó sôi lên. Khi nó sôi lên thì mình thấy nó lên bọt thì mình sẽ vớt cái phần bọt này bỏ nha. Vớt bọt đem bỏ đi. Rồi cứ hạ lửa xuống. Mình để lửa vừa vừa nhỏ nhỏ vậy đó. Mình kho từ từ vậy đó. Cho cái phần gia vị nó thiệt là thấm vô cái phần cá cho nó ngon ha. Nhớ là để kho với lửa nhỏ nhỏ để cho nó sôi hơi hơi thôi. Rồi, đó, mình sôi cho nó sắc nước xuống một xíu. Đó, cá nó thấm rồi đó, bắt đầu cho trái thơm vô. Đó, tiếp tục bắt lửa lên. Đó, cho nó lửa lớn lớn lên, mình cho nó sôi lại cái nữa ha. Sau đó thì mình cứ hạ lửa nhỏ lại, kho từ từ nữa. Cho trái thơm nó ra cái độ hơi chua chua nhẹ nhẹ đó. Cho mình ăn nó không có bị ngán. Cái này mình phải kho nhiều nước để mình ăn với bún hoặc mì hả quý vị. Rồi. Giờ khi được rồi đó. Mình sẽ cho hành lá lên. Nó rắc rắc một xíu hành lên. Rồi tiêu nữa quý vị. Mình sẽ gắt lên đây một xíu tiêu nha. Rồi lúc này thì có thể mình trụng mì hoặc là ăn với bún được rồi đó. Rau ăn kèm nè. Thì có giá, hẹ, rồi bắp chuối, chuối cây, rồi rau ngò ôm, ngò gai. Thì quý vị thích ăn kèm ha. Thì ít trái chanh hoặc là hạnh, đem nặng như chua chua ăn cho nó ngon á. Chúng ta sẽ bắt đầu trụng một gói mì trước ha. Hoặc là bún thì mình cũng chần sơ qua nước sôi. Xong rồi để ra tô hoặc là cái thố gì đó. Rồi mình cho cá, cho thơm, rồi cho rau đồ lên. Vậy là có ngay một cái món cá ngừ kho thơm ngon hấp dẫn cho cái bữa cơm mình, hoặc là ăn cơm, ăn bún, ăn mì dù ngon hết quý vị. Rồi, món ngon mỗi ngày HTB. Chúc quý vị ngon miệng nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Món Ngon Mỗi Ngày HTB.